Thời điểm cuối năm giá heo hơi cũng như gia cầm vẫn đang ở mức thấp, điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các hộ nuôi. Nhiều hộ nuôi trên địa bàn tỉnh đã ái ngại không tái đàn hoặc không tăng số lượng đàn như cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, dự đoán nhu cầu tiêu thụ thịt vào cuối năm cũng như Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024 sẽ cao. Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh, đặc biệt là người chăn nuôi, chủ động nắm nhu cầu thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp, chuẩn bị nguồn cung đảm bảo cho thị trường ngành chăn nuôi đã cùng chính quyền địa phương vận động các hộ nuôi ổn định đàn vật nuôi. Theo đó, hiện tại toàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 214.000 con heo, 3,4 triệu con da cầm. Theo đánh giá của ngành chức năng thì tổng số vật nuôi hiện tại đảm bảo nguồn cung ứng thịt trên địa bàn tỉnh trong dịp cuối năm. Để bảo vệ người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp cũng đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, không để nhập lậu gia súc gia cầm vào tỉnh không qua kiểm dịch, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi thời điểm cuối năm.